cứ dọc đi. Đâu đủ mày. Lâu chiếc. Đầu 2. Không phải 5 ngàn cho máy 10 tiếng cái tạo thân ngu. Đứng luôn. Mày là cái thằng tao này. Lại rồi cái lúc nó là phải 3 triệu lần ăn cái gắn là đóng luôn rồi chứ đó. Ôi, phải lúc mày quả thật luôn đi hết đấy cái chừa đâu. Nói chừng cứ hẹn đi luật đó Holly với A, nếu mà mang luôn A12 càng tốt, cứ A12 cứ boss mà đã thôi. Còn cứ tập Holly ra cho bạn. Vào test thử cái Grim Reaper Crystal trong PvP phát. Bốn 3 triệu không phải cắt được 2 triệu. Tôi còn đéo biết là report là 1, 2, 3, 4 thì gì cơ. Đấy là mấy góc trong khu vực điện mà AIN rất hay dùng để mà báo vị trí. Ví dụ như thế này rơi hoặc là chắc như nào. 3 triệu là cao rồi. Thế cái trên cao nhất thì được tính là vị trí 1 và sau đấy là chi theo bộ trường phim đồng hồ là biết. Rồi giải tán lên trên thế nào. Ok, để giờ lên cao nào. Em cứ nhà hậu nhìn cái lốp á. Đó là em thấy nhìn cái gà lốp là em biết xuất tinh. Xin lỗi. Mới tính thang. Hai. Tặng lấy A12 luôn. Giờ này không ai đó mù phơi như A ớ. Em tính bây giờ đó là từ cái mâm á. Cái đỉnh lốp á, đó là có một cái mùn tay. Mùn tay nhưng mà không cắt cái lốp á. Lốp mới. Mà cứ cắt càng gặp á. Đó là được. Loan vậy mà không phát được chưa? Điệt. Trả đúng lúc vậy. Để đi ăn mộng. Giờ mới để ý. Để phèn đúng rồi. Ha bảo biết rồi bảo là Chaos Elite hoặc là mặt là đâu. Cái gì nó khác đi thì còn đỡ. Đây kiểu đặt tên kiểu nửa tay nửa ta trông nó rất là chúng tôi cũng không biết phải bình luận thế nào luôn. Còn một con nữa chắc rồi. Nhòn. Lên level 3 cả chứ khá đấy. Nó được cái rút súng nhanh hơn so với rút súng về thay đạn nhanh hơn so với bản so với kiểu phiên bản thường. Không phi ghê lắm nhỉ. Bùa gỗ thằng này lại thích nhây rồi. Coi chừng. Chân gì? Dọn xong rồi. Không người hai dọn xong mẹ vô. Nhờn. Một tính ra bọn hỉ giật này đấm mình một phát một đấy. Mới hôm qua thôi, đúng một phát. Bây giờ ba phát mà chết.
Thank you.